Tôi tên Danh Huy, hiện là thì địa chỉ mình là Tân Lợi, Dục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang. Anh đi cho biết cái bụi nào của phân con lười anh à, đây phân con lười mình làm đây, tay phải anh, tay trái anh ha, bên đây ha. Tay trái. Bên tay trái rồi bên bên này là bên đối chứng, bên đối chứng anh xài giống gì? IR50404. Anh thì dùng phân lười công thức phân sao? Thì tôi gãi một con tầm lớn là 55 kg phân. Rồi vậy anh thi cho phân tích những cái đặc tính của nó ha. Tại giờ mình nhổ hai bụi mình so sánh giữa hai bên phân lười với phân đối chứng, mình thấy cái tỷ lệ mà nó bám rễ sao? Thì nói chung thì mình thấy thời điểm trước á thì mình thấy rõ hơn. Tại mình lội á thì mình cảm nhận là nó có một cái điểm gì đó. Nói chung là thì theo đánh giá sơ bộ thì thấy nó bộ rễ nó nhiều hơn. Thì tới thời điểm này á thì mình chưa có thu hoạch mà mình chưa làm gì hết. Thì đánh giá sơ bộ thì cái hột lúa nó vô gạo rồi cũng được, cũng đạt theo cái ý muốn của mình đó. Tính tới thời điểm này. Nhưng mà thì tôi cũng muốn nhân bữa nay đó thì muốn về cho anh Thanh phân tích thêm. Nói chung là mình cũng có một số bệnh vừa mình đi coi đó, thắc mắc làm sao cái đạt được giống như là coi như là 99% là ok. Chứ bây giờ hiện nay là coi như là 85% trên cầm tay á, cho cây lúa nó vô hạt cái lại nó hạn chế được bệnh chăm lép đó ha. Thì anh cho biết đây, giữa cái mô hình sinh học sử dụng phân con lười và cái mô hình đối chứng thì anh cho em, anh bóc ra một bông nào bự nhất đây phân tích cho anh, một bông bự nhất và một bông nhỏ nhất để nữa mình phân tích. Về bên này là anh cho một bông luôn, lấy bông, cho bông luôn ha, lấy ngẫu nhiên đi, lấy ngẫu nhiên, lấy cái bự á anh chọn rồi lại. Rồi thì anh chọn thôi chứ em không chọn. Phân lười này ban đầu nó để nhánh sao anh, tốt không anh? Nói chung thì ban đầu thì tôi quất một cử đầu thì mình không quen á. Quất nó tính là 15 kg thôi, nhưng mà cuối cùng quất nó tới 20 kg. Thì sau đó thì sau đó thì tôi thấy nó cũng êm. Nó cũng đẻ nhánh cũng tốt thì nó cũng em phân tích cái tầng từ dưới gốc lên ha. Thì anh xé ra hết thì anh sẽ còn lóng được. Xé hết ra. Lột ra còn lóng, mình coi cái lóng đánh ba lóng ở dưới á, ba lóng này là ba lóng là nó quyết định cho này nó cứng cây không á. Thì anh cho biết là bên cây nào phân lười bên đây con lười nè. Thì mình sẽ đánh cái lóng đầu tiên luôn nha. Thấy cái phân cái lóng đầu tiên thì nó ngắn hơn, ngắn thứ hai lóng thứ hai cũng ngắn hơn, lóng thứ ba cũng ngắn hơn luôn. Coi lại lóng thứ ba thứ ba cũng ở thứ ba dài hơn chứ. Thứ ba dài hơn. Đó là đặc tính nó phân lười ba lóng ha. Ba lóng em nhổ chỗ nào cũng vậy á. Anh không tin nhổ lại đi. Chỗ này ha là lóng thứ nhất là ngắn, lóng thứ hai ngắn, lóng thứ ba là dài. Là lý do nó ăn trồng cây chậm á. Nó làm cho chủ yếu là nó sẽ cung cấp cho đồng thôi, chứ nó không đi lên thân. Nhưng mà khi mà đã cung cấp đồng rồi thì nó sẽ đi lên, nó đưa lên cho cao hơn. Nó thì giờ đây nó vững chắc nè, nó cứng nè, ngắn là cứng. Lùng nhưng mà cuối cùng nó không lùng người ta, lùng nó cũng bằng ta. Chỗ xong không lùng. Này cũng cao hơn đó chứ. Mình sẽ đánh tới phần chiều dài, chiều cao. Hình của mình giống hơn người ta đó chứ. Chiều cao của mình. Chiều cao nó chăng cái cổ lá thì nó chăng cái cổ bông á. Cổ bông. Cổ bông mình nhích của mình nhín nhín hơn. Một phần. Phần cao hơn một phần. Rồi chiều dài bông chăng dài hơn. Ở đầu mình bóp ra mình coi cái bông chứ. Thấy bên nào nó nhiều hạt hơn. Thấy vậy nó cái này nó hoàn hơn nè. Hoàn hơn, là tức là nó vô hạt nhanh hơn. Nó vô nhanh hơn. Con này nó chưa vô hay gì ta, nó cứng vậy ta. Nó chưa vô. Lửng. Rồi đầu mình coi vé, kéo vé ra. Mình đếm số vé thôi là biết số hạt rồi. Biết hạt bông. Tính vé nè. 1 2 3 4, 5 6 7
cho một vé. 8 vé. Cái điểm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nãy là nhiêu? 8 8 10 bao nhiêu mình hơn được hơn 2 vé. Chưa đến số hạt, nếu đến số hạt mình sẽ hơn. Thế sẽ cao hơn. Ừ. Rồi đây là mình phân tích đặc tính sinh học cây. Thứ hai nó phân tích về cái số vé thì cũng có hơn ha. Rồi mình bóc một cây nhỏ nhất chứ không cây nhỏ nhất là cái gì khác. Cái này cũng mình. Số hạt trên bông. Này mình so cây bé nhất nha bà con. Đây là cái cây bé nhất trong một bụi lúa ha. Cái bé. Thì cái đặc tính phân nhãn hiệu con lười á thì nó sẽ không có phân ra cái con nhiều, cái kích cỡ cái con nó không chênh lệch nhiều nữa, là nó phân ra cái con, cái cây mẹ cũng nó ná nhau à. Đối với lúa dày thì cái con mẹ khoảng 9, 8, 9, 8, 10 thôi, chứ không phân thấp hơn. Còn bên phía đứa trứng á là nó sẽ phân cái con rất là nhỏ, nên là cái lượng cái con nhiều hơn so với cây. Đồng đều nó không bằng à, cái mức đồng đều, đồng đều cái giữa cây con cây mẹ nó không bằng, không có chênh lệch à. Là do lý do phân mình nó đưa vô nó sẽ ăn từ nó sẽ nuôi đủ xong nó không có nuôi nữa, rồi nó tập trung rồi nó nghỉ à. Còn ngày bón vô là sẽ để hoài, để chừng nào mà cái cây nó thấp hơn 2/3 nó mới chết thôi, còn lại nó vẫn tồn tại. Nên sau này nó sẽ lá ủ hoặc là nó sẽ có biểu hiện như là bệnh nhiều hơn tại cái ẩm độ nó cao hơn. Mình so sánh giữa hai bông này thì coi cũng đã hơn ha, hơn nhiều. Như là thưa bà con, đây mình sử dụng cái mô hình của mình là có đối chứng ha, thì mình áp dụng cái bằng nhãn hiệu con lười 1268 cộng thêm là cái quy trình thuốc sinh học toàn bộ từ đầu vụ tới giờ, thì bà con đây tốn thì cũng áp dụng đúng theo cái bài cái quy trình của mình. Thì giờ là hai trà lúa nó cũng nó ná nhau rồi, thì mình so sánh nó có những khác biệt như nãy mình đã biết. Cảm ơn anh Tiên. Rồi chúc thành công.